Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraina GUR đã cáo buộc rằng việc Nga gia tăng sản xuất bom dẫn đường cũng như việc cung cấp đạn pháo từ Triều Tiên đang gây ra những vấn đề to lớn cho lực lượng vũ trang Ukraina trên chiến trường. Ông Budanov cáo buộc viện trợ quân sự từ Triều Tiên cho Nga là mối quan tâm lớn nhất so với sự hỗ trợ từ các đồng minh khác của Moscow. Ông nói, Triều Tiên cung cấp một lượng lớn đạn pháo, điều này rất quan trọng đối với Nga. Đồng thời cho rằng, có sự gia tăng cường độ xung đột trên chiến trường sau những chuyến hàng này. Ukraine và Mỹ, cùng với các quốc gia khác và các nhà phân tích độc lập, cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và đạn dược để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Ông Budanov nói tại hội nghị chiến lược Yanta do quỹ Viktor Pinchuk tổ chức ở Kiev rằng sự gia tăng sản xuất bom dẫn đường của Nga cũng đã tạo ra một vấn đề lớn đối với mặt trận. Ông Budanov cho biết thêm, sự gia tăng sản xuất tên lửa loại Iskander đã dẫn đến việc Nga sử dụng một lượng lớn vũ khí để tấn công Ukraine. Ở một diễn biến khác, những lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đang lớn dần lên trong những ngày gần đây, khi các cường quốc phương Tây được cho là đang cân nhắc khả năng cho Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết, ông cảm thấy bất ngờ trước ảo tưởng rằng nếu có xung đột, nó sẽ không lan rộng đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông cũng đề cập rằng, trong khi các nước phương Tây cáo buộc Nga khoe khoang vũ khí, Mỹ lại muốn điều tra hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân đối với Đông Âu. Ông rõ ràng đang đề cập đến một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng để mô phỏng tác động của một cuộc xung đột hạt nhân lên nông nghiệp toàn cầu. Theo thông báo mời thầu được đăng trên nền tảng mua sắm của chính phủ, nghiên cứu sẽ tập trung vào các khu vực ngoài Đông Âu và Tây Nga, trong đó mô phỏng là tâm điểm của cuộc tấn công hạt nhân giả định. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine sẽ trực tiếp dẫn đến sự tham gia của Mỹ và các đồng minh vào xung đột với Nga và sẽ gặp phải một phản ứng thích hợp. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia sau đó nhấn mạnh rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ là sự can thiệp trực tiếp vào xung đột của NATO. Ukraine những tháng qua hối thúc Mỹ và phương Tây cho phép sử dụng các mẫu tên lửa tầm xa mà Kiev nhận viện trợ để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ nước Nga, bao gồm các sân bay chiến lược, với lập luận rằng đó là cách hạn chế Moscow phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có nước phương Tây nào chính thức đồng ý với đề nghị đó. New York Times mới đây cho hay, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn giữ nguyên quan điểm về việc không cho phép Kiev bắn tên lửa do Mỹ sản xuất vào sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Anh Starmer cũng cố gắng vận động Mỹ ủng hộ Anh để luân đôn cho phép Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow do Anh viện trợ vào Nga, nhưng dường như chưa có kết quả tích cực. Truyền thông Mỹ nói rằng một loạt bộ phận của Storm Shadow do Mỹ cung cấp nên bất cứ quyết định nào liên quan đến loại tên lửa này đều cần cái gật đầu từ Washington. Trong số các mẫu tên lửa nói trên, Storm Shadow và Scarp là hai tên gọi khác nhau của một loại tên lửa tầm xa phóng từ máy bay do Anh và Pháp cùng phát triển. Storm Shadow, Scarp bay với tốc độ tối đa 1.000 km một giờ, được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến. Đầu đạn trên tên lửa gồm liều nổ lõm sơ cấp để xuyên phá vỏ giáp xe tăng, bê tông cốt thép và nền đất, mở đường cho đầu đạn nổ phá cỡ lớn lao vào bên trong và gây sát thương tối đa. Thông tin về Storm Shadow, Scarp ít xuất hiện trên chiến trường những tháng gần đây do Ukraine chỉ được viện trợ số lượng hạn chế. Kiev từng bắn loại tên lửa này vào các mục tiêu ở bán đảo Crimea, gây thiệt hại đáng kể với một số mục tiêu của Nga ở đó. Khác với Storm Shadow và Scarp, mẫu tên lửa Atak MS có tên gọi đầy đủ là hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật của Mỹ, được thiết kế để khai hỏa từ xe pháo cơ động HIMARS hoặc xe M270 do Mỹ, Anh viện trợ cho Ukraine. Atak MS có nhiều biến thể đầu đạn khác nhau, từ đầu đạn nổ mạnh tới loại mang theo hàng trăm quả đạn con. Ngoài việc cho phép tập kích vị trí của lực lượng Nga ở khoảng cách xa một cách cơ động, Atak MS giúp Ukraine tấn công thêm nhiều mục tiêu ở bán đảo Crimea. Mỹ hồi tháng 9 năm 2023 bắt đầu chuyển giao biến thể M39 Block 1 của tên lửa Atak MS cho Ukraine. Phiên bản này có tầm bắn khoảng 165 km, nặng 2 tấn, mang đầu đạn chùm, chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Cách đây vài tháng, Truyền thông Mỹ nói Washington đã chuyển biến thể M39A1 Block 1 có tầm bắn 300 km. Biến thể này mang đầu đạn chùm, chứa 300 đạn con M74 và nặng bằng 1 phần 3 so với đầu đạn của M39 Block 1, đồng thời bổ sung hệ thống định vị vệ tinh để tăng độ chính xác. New York Times tiết lộ, Mỹ sắp tới có thể sẽ viện trợ tên lửa GASSM, tên lửa hành trình không đối đất tầm xa liên quân cho Ukraine để lực lượng nước này khai hỏa từ tên quýt F-16 Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu trong chương trình phát triển tên lửa của mình. Một trong số đó là dòng tên lửa chống hạm R-360 Neptune, vốn đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng từ năm 2020. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phát triển tên lửa tầm xa Sapsan với tầm bắn lên đến 500 km và khả năng tiêu diệt được cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Được biết đến với tên xuất khẩu là Hrim-2, loại tên lửa này đã được sản xuất cho Ả Rập Xê Út với tầm bắn 280 km. Việc phát triển tên lửa cho thấy Ukraine đang muốn củng cố khả năng tự chủ quốc phòng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và nâng cấp liên tục các hệ thống vũ khí trong bối cảnh giao tranh kéo dài. Cuộc chiến UAV giữa Ukraine và Nga đã trở thành một phần quan trọng trong xung đột. Cả hai bên không ngừng tìm cách phát triển các chiến lược chống UAV và giành ưu thế trên chiến trường. Sự xuất hiện của UAV Black Widow không chỉ đánh dấu sự tiến bộ trong công nghệ quân sự của Ukraine mà còn cho thấy Kiev đang nhanh chóng thích nghi với chiến tranh hiện đại. Đặc biệt, xu hướng UAV đa chức năng có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công đang ngày càng phổ biến. Mới đây, Ukraine đã cho công bố đoạn video một máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, lần đầu tiên được trang bị súng trường tấn công AK-74 bắn phá các mục tiêu Nga ở Donetsk. Theo tờ Kyiv Post, đoạn video được đơn vị Oihonets, một nhóm tình nguyện viên chuyên sản xuất FPV, cho các lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ Trong video, một vũ khí loại nhỏ được cho là súng trường tấn công AK-74 được gắn và điều khiển trên chiếc FPV đá chức năng OI Hornets cho biết quân đội Ukraine tiếp tục phát triển UAV Hornet Queen được trang bị các loại vũ khí tự động Lần này, đợt triển khai chiến đấu đầu tiên đã được thực hiện và nhắm vào một vị trí của lực lượng Nga Một trinh sát Ukraine giấu tên nói với Kiev Post Đây là một trong những bước đầu tiên trong việc tạo ra các hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ trên không. Công nghệ này có tiềm năng nhưng cần phải giải quyết một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Theo người này, những thách thức chính bao gồm việc đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác cũng như xử lý số lượng đạn dược hạn chế và đảm bảo nạp đạn nhanh chóng. Trước đó vào giữa tháng 7, IHONES đã chia sẻ thông tin chi tiết về sản phẩm mới Hornet Queen. Đây được xem là FPV lớn nhất của Ukraine, được phát triển trên khung 15 inch và sử dụng 65% linh kiện trong nước. Tính tới giữa mùa hè, hơn 100 UAV Hornet Queen đã được triển khai trên các tiền tuyến ở Ukraine. Với trọng tài 9,5 kg, UAV Hornet Queen có thể làm nhiệm vụ ném bom hoặc hậu cần. Ngoài ra UAV này có khả năng giả pháo bom mìn từ xa. Nó còn có thể đóng vai trò là người vận chuyển UAV nhằm tăng phạm vi hoạt động cho các FPV khác. Đặc biệt, Hornet Queen có thể dùng làm bộ lập liên lạc với phạm vi hoạt động là 25 km khi được trang bị thiết bị thích hợp. Hiện tại, Oil đang nghiên cứu một phiên bản mới của UAV Hornet Queen có trọng tải lên tới 18 kg. Chính trị gia Pháp, lãnh đạo đảng yêu nước Pháp Florian Philippot viết trên mạng xã hội X chỉ ra điều mà ông cho là điên rồ. Mỹ sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa của Pháp và Anh trên lãnh thổ Nga, nhưng không phải các tên lửa Atacms của Mỹ. Ông Philippot nhấn mạnh một lần nữa, ông Biden người lo sợ về một cuộc xung đột hạt nhân, sẵn sàng cho phép Ukraine triển khai các tên lửa của Anh và Pháp, nhưng không phải tên lửa của Mỹ. Ông philipot cáo buộc nhà nước ngầm muốn chúng ta làm công việc xấu xa và trả giá thay cho họ. Chính trị gia Pháp đề nghị, hãy ngừng là những kẻ ngu ngốc, đồng ý trong vụ việc điên rồ này. Hãy chọn hòa bình, ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và rút khỏi NATO. Tương tự chính trị gia Pháp, Kim.com, doanh nhân và cựu chủ sở hữu dịch vụ lưu trữ tập tin lớn nhất Mega Upload cho biết trên mạng xã hội X, cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về phản ứng trước khả năng cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga, báo hiệu sáng kiến của phương Tây có thể dẫn đến bi kịch. Ông viết, chúng ta đang rất gần với thảm họa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng như các quan chức Nga cho rằng, trên thực tế, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào Nga, cũng như hỗ trợ Ukraine các dữ liệu vệ tinh để làm điều đó. Trong diễn biến liên quan, Ukraine Scarab đã đưa tin trong một bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm chế. Ông nói, tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ. Điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến." Mọi sự chậm chế trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực. Nhà lãnh đạo cho biết thêm, tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ. Sau đó, ông công bố một video về cuộc họp với các nghị sĩ và tuyên bố, tôi đã nói rằng trong tương lai gần, tôi sẽ đích thân trình bày một kế hoạch cho chiến thắng với tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này không sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương vì Nga hiểu rõ sự nguy hiểm và không thể đảo ngược của một cuộc xung đột như vậy và Moscow hiện đang tỏ ra kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn đó có thể cạn kiệt. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng không ai thực sự cần một cuộc xung đột hạt nhân vì đây là một câu chuyện rất tồi tệ với một cái kết rất khó khăn và đó là lý do cho đến nay quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc thậm chí là chiến lược hiện vẫn chưa được moscow đưa ra chính trị gia nga nhấn mạnh moscow đang thể hiện sự kiên nhẫn vì một phản ứng bằng hạt nhân là một quyết định cực kỳ khó khăn với những hệ lụy không thể đảo ngược đồng thời khẳng định bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng sẽ đi đến cạn kiệt ông medvedev lưu ý đến thực tế rằng có những điều kiện tiên quyết chính thức để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, vốn được toàn bộ cộng đồng quốc tế hiểu rõ và phù hợp với học thuyết dân đe hạt nhân của nước này. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng gộp cả cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk vào các sự kiện như vậy. Theo quan chức trên, các nhà phân tích ôn hòa của phương Tây vốn cho rằng Nga rất có thể sẽ không phản ứng theo cách này, dù đây vẫn là một khả năng, sẽ đúng, và phản ứng của Moscow có thể cũng sử dụng các phương tiện vận chuyển mới cho thiết bị phi hạt nhân. Hiện nay, Nỗi lo ngại về cuộc đối đầu Nga-Ukraine căng thẳng thành cuộc đụng độ trực tiếp giữa Moscow và khối NATO đã tăng vọt trong vài ngày qua, khi Mỹ và các đồng minh được cho là đang cân nhắc việc cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Trong khi chính phủ Pháp tuyên bố không có lập trường chính thức về vấn đề này, các nhà ngoại giao nước này đã thừa nhận với báo Le Monde rằng Paris lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng và đã cố gắng tránh kịch bản đó. Một quan chức giấu tên nói, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh thế chiến 3. Quan chức Pháp nói thêm, không thể đơn thuần bác bỏ giả thuyết rằng Nga có thể mở rộng quy mô các hoạt động quân sự của họ, ngụ ý đến những cảnh báo do các quan chức cấp cao của Nga đưa ra, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc đối đầu tại Kursk giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi lực lượng Ukraine phản công lại những nỗ lực của Moscow nhằm chiếm lại các khu vực chiến lược đã mất. Kênh Military Summary đưa tin, Chiến dịch phản công ở Kursk vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga RFAF đang ở Lyubimovka. Theo một số báo cáo, các khu định cư khác cũng đang bị họ tấn công tích cực. Phía đông sút ra, lực lượng Moscow cũng đã phản công tại Boki. Để ngăn chặn cuộc phản công của đối phương, quân đội Ukraine AFU đang can thiệp theo hướng Gluskova bằng một mũi đột kích mới. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Kiev đang ở ngoài ô Obuchovka. Trên bản đồ dưới đây, ta có thể thấy các cánh quân Nga đang tiến từ ba phía, Bắc, Đông và Tây. Điều đó thể hiện rất rõ quyết tâm của họ là chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía Bắc vành móng ngựa, theo các đường nét đất màu trắng. Một khi những mũi phản công này gặp nhau, RFAF sẽ bao vây truy quét đối phương một cách triệt đề. Phía Bắc Chashoya, RFAF đã chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đào. Xa hơn về phía Nam, gần Ivanitsky, lực lượng vũ trang Ukraine cũng được cho là đang từ bỏ vị trí của họ ở phía đông kênh đào và giúp lưu đến các vị trí phòng thủ tốt hơn, theo một số blogger quân sự. Chachovia là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chachovia. Đây là thành phố nhỏ với dân số khoảng 12.000 người, nhưng nằm kề trên các ngọn đồi có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm chiếm các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như Kramatorsk và Slavyansk. Ở một diễn biến khác, Interfax Ukraine đưa tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha trong một cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 20 của chiến lược châu Âu Yanta, IES tuyên bố Kiev cần tiêm kích MiG-29 của Ba Lan, nhưng để thực hiện việc chuyển giao, họ cần sự giúp đỡ từ các đối tác trong vấn đề tuần tra không phận Ba Lan. Ông Sibiha nói, chúng tôi hiểu rõ các đối tác của mình có gì và cần giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi rất vui khi Ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski ở đây với chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi cần những chiếc mic mà các bạn có. Và để có thể cung cấp mic, cần phải tăng cường năng lực, đặc biệt là EU, để tuần tra không phận trên Ba Lan. Chúng tôi rất hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ logic, mở các cụm đàm phán song song, chứ không phải từng cụm riêng rẽ. Chính xác là song song, chúng tôi rất trông đợi vào sự hỗ trợ của các đồng minh EU của mình. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc hỗ trợ Kiev trong lĩnh vực năng lượng, trước thời mùa đông khó khăn. Những quyết định sẽ được đưa ra hôm nay sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Ông cho biết, Kiev mong đợi những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong thời gian Ba Lan giữ chức chủ tịch EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Lần đầu tiên cuộc họp của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Séc Pavel Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cùng khoảng 350 khách mời tham dự. Tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước NATO đã tập trung thảo luận về tình hình an ninh châu Âu, việc thực hiện các quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington tháng 7 vừa qua và tính khả thi của các kế hoạch phòng thủ của Liên minh, cũng như tình hình ở sườn phía đông của NATO. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer khẳng định Ưu tiên và nhiệm vụ quan trọng hiện nay của NATO là tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ của liên minh. Ngoài ra, NATO cũng cần tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng để nâng cao khả năng gian đe và đảm bảo an ninh của khối. Trong khi đó, Reuters đưa tin một quan chức quân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bình luận rằng Ukraine sẽ có lý do quân sự chính đáng để tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí của phương Tây. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, trong khi các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về việc có nên bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công các mục tiêu ở Nga hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Tại một cuộc họp ở Praha của Ủy ban Quân sự của NATO, cơ quan có thẩm quyền quân sự cao nhất của Liên minh, Chủ tịch của ủy ban này là đô đốc Rob Bauer lập luận rằng luật về xung đột vũ trang đã trao cho một quốc gia quyền tự vệ và quyền này không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí. Bên cạnh đó, qua cuộc xung đột ở Ukraine, Nga sẽ nắm được bí mật công nghệ Mỹ, NATO để chế tạo vũ khí tương tự hoặc khắc chế làm suy yếu khả năng của phương Tây. Theo kênh Internet The Durant, Quân đội Nga đã loại bỏ thành công và loại bỏ khỏi chiến trường các thiết bị quân sự của phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với đó, họ cũng bắt được số lượng lớn các trang bị, vũ khí hạng nặng của Mỹ và một số đồng minh NATO. Sau đó, lực lượng vũ trang Nga cũng đang tìm hiểu bí mật công nghệ của các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài và phát triển các phương pháp để chống lại chúng. Theo nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris, lực lượng vũ trang Nga đã học được nguyên lý hoạt động của tên lửa không đối đất Storm Shadow, Skag EG xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và các thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng việc Washington chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine là một sai lầm bởi chúng vốn được tạo ra để chống lại quân đội Nga trong một cuộc chiến tranh giả định trong tương lai. Nhưng giờ đây một số bảo bối này đã bị nghiên cứu kỹ và sẽ mất tác dụng. Theo đánh giá của ông, sau khi Moscow nghiên cứu kỹ lưỡng số vũ khí thu được, quân đội NATO không chỉ mất đi ưu thế so với lực lượng vũ trang Nga mà sẽ còn bị bất ngờ bởi những vũ khí tương tự mà Nga chế tạo ra dựa trên việc học hỏi những công nghệ của phương Tây. Ông McCrish kết luận rằng tất cả những lợi thế về công nghệ mà lẽ ra chúng ta có thể sử dụng trong cuộc xung đột một mất một còn với Nga giờ đã bị mất đi bởi tay người Ukraine. Bên cạnh đó, việc bị phá hủy với số lượng lớn ở Ukraine cũng làm mất uy tín của các nhà sản xuất phương Tây, khiến quân đội Mỹ, NATO cạn kiệt kho vũ khí dự trữ, tốn thêm nhiều tiền bạc để phát triển vũ khí mới nhằm thay thế những loại đã bị Nga nghiên cứu và tìm ra cách khắc chế. Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba, đang chứng tỏ là gánh nặng tài chính đáng kể đối với Nga. Ước tính, Moscow đang phải chi 323 triệu đô la Mỹ một ngày. Ông Janit nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, đã báo cáo rằng trong nửa đầu năm 2024, ngân sách Liên bang Nga đã phân bổ 5,3 nghìn tỷ rúp, tức khoảng 55,65 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Đây là khoản tiền lớn chưa từng có được Moscow chi ra. Khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu quân sự của Nga đã tăng vọt 36%, tương đương với thêm 1,4 nghìn tỷ rúp, khoảng 16,77 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của ông Janis Kluk, chính phủ Nga đang chi trung bình 203 tỷ rúp mỗi tuần, tức khoảng 2,25 tỷ đô la Mỹ, 29 tỷ rúp mỗi ngày, khoảng 322,6 triệu đô la Mỹ hoặc 1,2 tỷ rúp mỗi giờ, 13,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ quân đội và mua vũ khí. Chỉ trong 6 tháng, chi tiêu quân sự của Nga đã tăng vọt đáng kể. Hiện tại, chi tiêu này tiêu tốn gần gấp rưỡi ngân sách hàng năm được phân bổ cho chương trình hỗ trợ kinh tế quốc gia 3,89 nghìn tỷ rúp, tức khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Điều đặc biệt đáng chú ý, nhưng Janis Klug chỉ ra là sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu bí mật. Nguồn tài trợ bí mật này chủ yếu được sử dụng để mua vũ khí cho tiền tuyến, đã đạt khoảng 1.000 tỷ rúp, tức khoảng 11 tỷ đô la Mỹ mỗi quý. Được biết, Nga đã sử dụng các lực lượng hàng không và pháo binh Nga, hàng không chiến thuật và tên lửa trong cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Các lực lượng dự bị cũng như các lữ đoàn tấn công đường không, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine đã trở thành mục tiêu của Nga. Và mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, lực lượng hàng không và pháo binh quân đội Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng sân bay Ukraine và căn cứ của các tàu thuyền lực lượng đặc biệt Ukraine cũng như các khu vực tập trung quân số và thiết bị quân sự của đối phương tại 132 khu vực. Bộ này cho biết thêm, lực lượng vũ trang Nga tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 14 quận của vùng Sumy, phía đông Ukraine. Trong khi đó, theo Aviapro, Pro, Ukraine đã huy động lực lượng mới dường như là các đơn vị xung kích tinh nhuệ từ khu vực biên giới Sumy của nước này để tấn công quân đội Nga ở vùng Gluskovo, Kursk. Mục tiêu của Ukraine là tiến công đến nhà ga Gluskovo từ đó bao vây chiến thuật các đơn vị của Nga. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin trong bối cảnh chiến dịch của bà tập trung chi tiêu vào các tiểu bang bức tường xanh khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Bức tường xanh là thuật ngữ được các chính trị gia dùng để chỉ 18 bang và thủ đô Washington DC mà các ứng cử viên đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1992 đến năm 2020, ngoại trừ năm 2016 khi ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng tại ba bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin và từ đó đắc cử Tổng thống. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo da đen quốc gia tại Philadelphia vào ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ sẽ tham gia cùng ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey tại Michigan trong sự kiện được truyền hình trực tiếp Unite for America, Đoàn kết vì nước Mỹ của bà với 140 tổ chức cơ sở khác nhau. Trong khi đó, chuyến thăm Wisconsin của bà Harris vào ngày 20 tháng 9 sẽ là chuyến đi thứ tư kể từ khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng tháng 7 vừa qua. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Harris đã tiến hành một chiến dịch lớn tại các tiểu bang với hàng trăm nhân viên, những người ủng hộ bà ở Wisconsin đã gõ cửa hơn 500.000 ngôi nhà và đăng ký hơn 3.000 tình nguyện viên mới kể từ thời điểm cuộc tranh luận vào tuần trước với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Liên quan đến bầu cử Mỹ, ngày 12 tháng 9 phát biểu trước những người ủng hộ tại một buổi meeting ở Bắc Carolina, Phó Tổng thống Mỹ Harris tin rằng cử tri nước này xứng đáng được xem một cuộc tranh luận khác giữa bà và ông Trump. Theo tờ Wall Street Journal, thành phố Springfield, bang Ohio đã phải sơ tán trường tiểu học và đóng cửa trường cấp 2 sau khi liên tục bị đe dọa đánh bom. Trước đó, tòa thị chính Springfield cũng đã phải đóng cửa vì các lời đe dọa. Những nguy cơ an ninh trên xuất hiện sau khi thành phố này bị cựu tổng thống Donald Trump đưa ra làm ví dụ về tác hại của người nhập cư trong cuộc tranh luận tổng thống với bà Kamala Harris hôm 10 tháng 9. Khi ấy, ông Trump khẳng định trên sóng truyền hình, tại Springfield, những người mới đến đang ăn thịt chó, thịt mèo, họ ăn thú cưng của những người dân sống ở đây từ lâu. Những khẳng định trên đã đẩy thành phố nhỏ với dân số chỉ 59.000 người vào trung tâm sự chú ý. Từ năm 2020 đến nay, Springfield đã tiếp nhận khoảng 15.000 người nhập cư Haiti đến sinh sống. Phần đông số này là những người nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của họ đã khiến các nguồn lực của thành phố này cạn kiệt. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang làm việc với cảnh sát địa phương để xác định nguồn gốc của lời đe dọa đánh bom. Hiện chưa rõ thư đe dọa này có liên quan thuyết âm mưu về người nhập cư Haiti ngược đại thủ cương hay không trong bối cảnh thông tin này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhà Trắng đã lên án tuyên bố của ông Trump, cho rằng điều này gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đảng Dân Chủ cũng chỉ trích ông Trump và ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ohio James David Vance, lan truyền thuyết âm mưu khiến công chúng sợ hãi với người nhập cư nhằm đạt mục đích của chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, tránh văn phòng Springfield, ông Brian Hick đã bảo vệ thành phố trước thông tin sai lệch trong một video được đăng trên Facebook vào chiều 11 tháng 9. Ông Hách nói, thật đáng thất vọng khi một số câu chuyện xung quanh thành phố của chúng ta bị bóp méo bởi thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội và còn bị khuếch đại bởi luận điệu chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống đầy căng thẳng hiện tại. Ông Hách cho biết, thành phố đã đạt tiến bộ về kinh tế, công nghiệp và phát triển, một phần nhờ vào sự gia tăng dân số, bao gồm người nhập cư. Ông cũng nói rằng, tốc độ gia tăng dân số đã gây ra những thách thức nhưng không liên quan đến thông tin sai lệch đang được lan truyền. Ông Hách nói, những tin đồn này sẽ không làm chúng ta phân tâm khỏi việc giải quyết những áp lực thực sự lên các nguồn lực của chúng ta, đề cập đến các trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Trong một động thái đáng chú ý nhằm củng cố lập trường phòng thủ của NATO ở Đông Âu, Mỹ đã bật đèn xanh việc bán 32 máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 Lightning II cho Romania. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ, DSCA, đã công bố thỏa thuận hôm 13 tháng 9, đánh dấu sự tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Romania trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng ở khu vực Biển Đen. Thương vụ mua 32 chiếc F-35 của Rumani trị giá 7,2 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm NATO đang tập trung mạnh mẽ vào khả năng phòng thủ dọc theo biên giới phía đông của mình. Việc đưa F-35 vào sẽ cách mạng hóa không quân Rumani. Hiện tại, lực lượng này dựa vào sự kết hợp giữa máy bay MiG-21 Lancer cũ và máy bay chiến đấu F-16 mới hơn. Với việc bổ sung F-35, Rumani bước vào nhóm những quốc gia sở hữu chiến đấu cơ tàng hình có khả năng thống trị bầu trời. Việc Romania mua F-35 củng cố vị thế của nước này trong mạng lưới phòng thủ rộng lớn của NATO. Kể từ khi gia nhập liên minh vào năm 2004, Romania đã đi trên con đường hiện đại hóa quân đội, đồng thời sẽ nâng cao năng lực hoạt động của nước này để sánh ngang với các thành viên NATO khác đã tiếp nhận máy bay phản lực chiến đấu tiên tiến này, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Italia và Hà Lan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania, Angel Tinva nhấn mạnh, việc mua F-35 phản ánh sự tận tâm của Romani đối với an ninh tập thể của NATO và tăng cường đáng kể khả năng tương tác của chúng tôi với các lực lượng không quân đồng minh. Nếu thỏa thuận được thông qua, Romani sẽ trở thành quốc gia Đông Âu thứ ba vận hành mẫu tiêm kích tàng hình này sau Ba Lan và Cộng hòa Séc. Giới chức Romani từng tuyên bố dự kiến tiếp nhận lô tiêm kích F-35A đầu tiên vào năm 2030. Nước này có kế hoạch mua thêm 16 phi cơ nữa trong tương lai để thành lập phi đoàn thứ ba trở thành quốc gia sửa đông NATO, sở hữu nhiều tiêm kích F-35A nhất. F-35A là phiên bản được phát triển cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Đây là biến thể nhỏ và nhẹ nhất trong dòng F-35, có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với mẫu F-35B thủy quân lục chiến và F-35C hải quân. Cũng là mẫu F-35 duy nhất mang pháo GAU-22A cỡ nòng 22mm trong thân. Ngày nay, không quân Rumani có 17 máy bay F-16 với 12 chiếc F-16 AM, BM đã được mua vào năm 2013 từ Bồ Đào Nha và năm chiếc khác từ Không quân Mỹ trong năm 2019. Tháng 11 năm 2022, Romania mua thêm 32 chiếc F-16 của Na Uy. Chính phủ Mỹ và Anh ngày 14 tháng 9 đã ra tuyên bố chung về đối thoại chiến lược giữa hai nước tại thủ đô London của Anh. Đối thoại chiến lược Mỹ-Anh với sự tham dự của Ngoại trưởng hai nước thảo luận các yếu tố chính trong quan hệ song phương hỗ trợ Ukraine thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Trung Đông, bao gồm thông qua ngừng bắn ở Gaza, hợp tác hướng tới một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở và tăng trưởng an toàn, tự cường và bền vững. Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh sự kết nối về an ninh và các nền kinh tế của khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hai bên tái khẳng định ủng hộ lâu dài cho Ukraine và thảo luận các bước tiếp theo nhằm huy động các nguồn lực quân sự và tài chính cho Ukraine, hạn chế các nguồn thu của Nga và khôi phục mạng lưới năng lượng của Ukraine. Mỹ và Anh cho rằng Iran tiếp tục gây bất ổn ở khu vực thông qua việc phổ biến vũ khí tiên tiến cùng với việc cung cấp ủng hộ tài chính và chính trị cho các đối tác bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas, Houthi ở Yemen và các nhóm khác ở Iraq và Syria. Hai bên cũng nhất trí rằng chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu. Liên quan tới khu vực Trung Đông, Mỹ và Anh nhấn mạnh ủng hộ an ninh của Israel và tầm quan trọng của việc tránh hành động leo thang ở khu vực vốn sẽ cản trở triển vọng hòa bình và tiến triển hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Hai bên khẳng định cam kết chung đạt được một thỏa thuận chính trị cho một giải pháp an ninh lâu dài dọc đường xanh cho phép người dân Israel và Liban được trở về nhà an toàn. Hai bên cũng thảo luận tình hình nhân đạo ở Gaza và nhắc lại lời kêu gọi các bên trong xung đột bảo vệ dân thường và Israel tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza. Mỹ và Anh tái khẳng định cam kết tiếp tục đối thoại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cam kết tìm kiếm các cơ hội mới nhằm phối hợp các cách tiếp cận, hợp tác với các đối tác khác nhằm ủng hộ một khu vực tự do và rộng mở và chống lại mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Cả hai nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật biển được thể hiện trong công ước liên hợp quốc về luật biển. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan đối với an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề ở khu vực này. Đối thoại chiến lược Mỹ-Anh cũng thảo luận các ưu tiên chung của hai nước ở châu Phi, bao gồm nỗ lực chấm dứt xung đột và thúc đẩy tiếp cận nhân đạo mở rộng ở Sudan và ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định lâu dài ở Somalia.